Lời nói đầu tiên Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe. Lời chào trân trọng nhất hôm nay Dương Hậu trao quà của nhà hảo tâm Trần Mỹ Dung ở Hoa Kỳ, hỗ trợ 100 đô Mỹ giúp cho bà con nghèo khó khăn vùng sâu vùng xa. Đây là một thùng mì, nước tương, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt. Thay mặt người nghèo vùng sâu cũng xin cảm ơn nhà hảo tâm Trần Mỹ Dung, chúc cho em luôn trẻ và khỏe đẹp, gia đình hạnh phúc. Ở số điện thoại của Dương Hậu là 0909 09 469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này. Chúc cho quý vị ngày mới luôn vui vẻ.